Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Ok, thì hôm nay là mình quay cho mấy bạn xem cái chủ đề nó liên quan tới con Artemia đó nha mấy bạn. Con Artemia Trung Quốc á. Thì cái chủ đề hôm nay là mình thật sự là mình quay cái con Artemia Trung Quốc này là cái mình quay lần thứ thứ ba rồi. Đây, mấy bạn nhìn nè. Cái này là mình mới up ra cho mấy bạn xem nè. Tại sao mình quay cái chủ đề này nó nhiều như vậy? Thực sự á, nó để mình quay cá cho mấy bạn xem mà mấy ngày mới lấy lên á, mình mới up á, mình để cho nó chút xíu nó lắng chấn đi rồi mình nói tiếp. Giờ trong thời gian đó mình quay cá cho các bạn xem chơi ha. Thì quay lại vấn đề chính á, là tại sao mình quay cái con Artemia này nó hoài vậy. Nó cũng quay được mấy clip rồi đó các bạn. Cái clip này là mình quay cái clip cuối cùng nói về con Artemia Trung Quốc hả các bạn. Thì thật sự á, lúc trước á, mình mua Artemia Trung Quốc về á, thì cái chỗ mà mấy người bán á, người ta nói á, con này á, mình phải ấp từ 18 tới 24 tiếng là nó nở ha. Rồi cái tỷ lệ nó nở á, chừng 90, 85 tới 90% thôi. Còn 10%, 15% còn lại thì nó không có nở. Mà đúng như vậy thật á mấy bạn. Thì mình ấp, mình mua về mình ấp 18 tới 24 tiếng. 18 tiếng nó cũng chưa nở nữa. Đúng 24 tiếng nó sẽ nở nha các bạn. Đúng 24 tiếng nó sẽ nở, nhưng mà nó nở theo cái kiểu đúng như người bán nói luôn, nở 85% à. Còn bao nhiêu á thì trứng nó à, nó chìm xuống dưới nhiều lắm. Đó. Thì mình cũng có phân tích về cái giá trị kinh tế của nó. Thì thật sự nó cái nguyên lon nó rất là rẻ hả các bạn, rẻ lắm, cực kỳ rẻ luôn. Đó. Thì nó sẽ lợi cho các bạn. Đó. Nè, để mình quay cái này cho các bạn nè. Cái hũ này bữa mình mua mình chia ra tới 5 hũ luôn á, mà bữa giờ mình có cái clip mình chia ra đó 5 hũ mà bữa giờ mình xài còn như cái mới hũ đầu tiên à. Nhưng mà nó mình nói thêm nè, mấy bạn thấy không? Hồi trước á mình xài Artemia mình mua thử 50 gram của Mỹ với lại Vĩnh Châu á, cái loại đó mình mua mình bỏ tủ lạnh, tuy là bỏ tủ lạnh nha các bạn mà nó không có bị đóng cục. Ha, còn cái loại Trung Quốc này nè, bữa mua xài về nó bị đóng cục nè, các bạn thấy không? Mấy bạn để nó bị đóng cục vậy nè. Bữa mình nhìn nó đóng cục mình thấy hết hồn, mình tưởng nó bị hư rồi, thôi nó trứng Trung Quốc bị hư rồi. Đó. Nhưng mà thật sự nó không có bị hư đâu các bạn. Mấy bạn nhìn nó vón vón cái cục lại vậy nè, đó. Nó vón cái cục lại vậy chứ nó không hư nha. Mấy bạn ấp đi nó vẫn nở được bình thường. Rồi, cái thứ hai nói tiếp á, là do hồi nãy là mình nói là mình mua về mình ấp 24 tiếng, nở ra 85-90%, đúng như người bán ha các bạn. Nó nở ra cũng nhiều, tỷ lệ nở cũng nhiều đó, nhưng mà mình phải lọc lại. Đó, còn bây giờ á, là hồi bữa mình ấp mà mình quên nha các bạn. Mình ấp mà mình quên luôn. Cái mình đi chơi á, thay vì 24 tiếng là nó gì hết rồi, đúng không? Nè, cái này là mình vô tình á, là mình đi up xong mình quên, mình đợi tới 2 ngày, tức là 48 tiếng. Tức là 48 tiếng luôn, cái trứng nó mình về mình mới nhớ là chết cha rồi, tưởng cái lên mình lấy ra tưởng nó chết hết rồi, ai về mình tắt oxy nọ mình lấy ra. Mình nói thiệt với các bạn, nó nở hả, nó nở trứng hết trơn luôn, nó nở gần như là 100% luôn. Đó. Nở khoảng 99% á các bạn. Đó, nó nở 99%. Thì hôm nay mình thấy nó hay quá thì mình thử mình ấp cái bình này. Mình thử ấp cái bình này lại. Nhưng mà cái này mình mới ấp có khoảng 37-38 tiếng thôi. Đó. Là mình để chút xíu nữa cho nó lắng cái trứng nó nổi lên hết đi, rồi mình thu hoạch ở dưới cho các bạn xem. Nó đỏ lòm luôn các bạn. Đó. Tức là nó sẽ nở hết ha. Nó sẽ nở hết tới 99%. Trứng nó còn lại có chút xíu khoảng 1% mà. Lát mình thu hoạch lại các bạn sẽ thấy liền ha. Để chút xíu nữa đi.
đó, để chút xíu nữa mình sẽ thu hoạch. Thì mình cái này chắc là mấy bạn, có thể là mấy bạn nuôi xài mấy trứng Trung Quốc này á, xài lâu thì các bạn biết rồi. Đó thì mình vô tình mình biết cái này thôi, mình sẽ chia sẻ cho anh em, mình up lên mình thấy hay mình chia sẻ cho anh em. Thay vì mình up 24 tiếng không nó nở không hết, mấy bạn cứ để yên đi, up 36 tiếng cũng được nữa. Xài mấy ba cái máy sụp oxy này up nó không bao giờ tốn điện đâu ha. Nó không có tốn điện đâu. Cứ up đi, nhưng mà ngược lại mấy bạn hả? Nó không có tốn điện mấy bạn. Mình up thoải mái đi, nó không có tốn điện đâu. Mà ngược lại bù lại á, up 36 tiếng á, thì cái con Atomy này nó nở ra 100% luôn. Đó, 99% nở rất là đã ha. Đó. Nở rất là đã luôn. Đó, để chút xíu nữa nó cho nó lắng cặn chút xíu đi, trong thời gian cho lắng cặn á mình quay cái dàn cá này cho các bạn xem. Cái dàn cá mình nuôi nè. Cái hồ này mốt mình sẽ chơi thêm cái mini game số 2 nữa nè nha các bạn. Cái hồ này là mình like giữa con cá mái Bluetooth Bass với lại con trống full Platinum nè. Bây giờ con mái nó đang có bầu bự lắm rồi. Đó. Mốt nó đẻ mình sẽ chơi mini game số cái mini game 2 nha. Nè, cái hồ này mini game 1 nè. Mini game 1 nó chuẩn bị lớn rồi. Cái hồ này nó chuẩn bị lớn rồi, mốt mình sẽ up lên mình thông báo kết quả cho các bạn xem ha. Này đợi thời gian đi, tại mình nuôi mình cũng không có thời gian nhiều, không có chăm nhiều á nên tụi nó cũng lâu lớn. Đó, cái này cái hồ này nước tảo quá trời nè các bạn. Hồ này nước tảo lên quá trời nhưng mà nó cực kỳ là nó tốt. Cá nó sống khỏe lắm. Cái này là bầy coi ribbon coi red ear ribbon luôn ha. Đó, hiện tại có mấy con nó đang lên màu này nọ nè. Mình cứ để yên vậy đó. Rồi cái hồ này mốt mình cũng sẽ làm thêm một cái chủ đề nữa. Cái hồ này mốt mình sẽ làm thêm một cái chủ đề nữa là để từ từ mình sẽ nói cho các bạn xem ha. Cái này là cái mấy cái hồ mà con trống nhiễm mình cho ép với con máy Bluetooth Bass luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Cái này mình mới bắt riêng ra. Cái này mình mới thay nước, mình để mấy con koi red ear này nè. Nó vô một cái thau trắng luôn cho nó đẹp ha mấy bạn. Đó. Để mình quay lại coi nè, chờ xíu nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Rồi để mình thu hoạch cho các bạn xem luôn nè. Để mình thu hoạch ha. Có một tay không biết giờ sao làm nữa mấy bạn ơi. Có một tay à, mình không biết sao mình làm nữa, để giờ mình thu hoạch luôn nha. Con tay à, làm khó quá các bạn. Nè mình thu hoạch ra được mình thu hoạch hết rồi nè. Thấy chưa? Còn cái này miếng chút xíu mình ấp nữa thử coi còn không ha. Cái này mình mới ấp có 37 38 tiếng à mà mấy bạn nhìn nè. Thấy chưa? Để chút xíu cho nó lắng lắng chút xíu nữa đi rồi để mình nói lại lần nữa cho các bạn xem. Thì mình quay cái clip này chủ đề hôm nay á, tại vì mình quay để mình chia sẻ thôi. Cái Artemia Trung Quốc này thật sự cái giá trị kinh tế nó rất là cao nha các bạn.
ấp ra thì mấy cái con này nó cũng giống như là mấy cái con của Mỹ này nọ, rồi ở Vĩnh Châu này nọ thôi. Mình thấy mình xài lâu rồi mình bắt đầu mình khoái cái loại của Trung Quốc rồi đó. Mình bắt đầu mình khoái rồi đó. Ấp mình chứ mấy bạn chịu khó ấp ở thời gian nó lâu hơn 36 tiếng ngày rưỡi đi. Mấy bạn ấp ngày rưỡi hoặc hơn nữa, cái tỷ lệ trứng nó nở đã lắm. 99% luôn, còn 1% là trứng kia thôi. Cái này mình mới hồi bữa mình vô tình đó là mình để 2 ngày luôn nha các bạn. Mấy bạn nên nhớ là 2 ngày luôn thì cái trứng nó nở hết luôn, nó không có còn cặn lại này nọ luôn á. Mình nhìn lúc đó 2 ngày là nhìn hả, nó chỉ có không phẩy không mấy phần trăm cái trứng thôi. Ừ đó, còn cái này mà mới có ngày rưỡi à thì cái trứng nó vẫn vẫn còn ha, nhưng mà thực sự nó rất là ít mấy bạn nè, nó nở nè đó, dưới đít nè, cái dưới đít nè, thấy không, cũng có một chút xíu trứng à, không có đáng kể lắm đâu mấy bạn. Cái này mà mấy bạn chịu khó ấp thêm 2 ngày nữa, 2 ngày á, 2 ngày hoặc 36 tiếng hoặc 40 tiếng nó sẽ nở hết luôn, thì nói cái giá trị nó kinh tế nó cao lắm mấy bạn. Thật sự cái lon Artemia Trung Quốc này nó có 480 mà gần 500 ngàn mà nó rẻ ơi rẻ luôn. Nếu mà so với Vĩnh Châu hay là của Mỹ, mấy bạn xài loại này rất là tiện. Ha. Thì mình chỉ muốn chia sẻ những cái hay tới cho mấy bạn chơi cá thôi, đúng không? Thì mấy bạn thấy mà clip của mình mà hay á, thì cho mình một cái sub để ủng hộ tinh thần mình đi. Rồi mình sẽ ra những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Giờ mình cho nó ăn nè. Đó, mấy bạn thấy đã không? Cực kỳ đã ha. Quá trời đã luôn, mỗi lần mà cho ăn là thấy sướng à. Đó, mấy bạn thấy sướng không? Thật sự là cái nó nở ra vậy mình cũng ít lọc lại lắm mấy bạn. Không cần lọc luôn á. Đó, cái này cái bầy coi nè. Nhìn đã không mấy bạn? Quá đã ha. Mùa này mấy bạn nuôi cá đang mùa đông nè. Mấy bạn nuôi cá có bị bệnh nhiều không? Chứ cá của mình thấy mình nuôi ngoài trời cũng ít bệnh lắm mấy bạn. Rất là ít bệnh luôn, không có bệnh, hầu như ít bệnh lắm. Đó, thấy đã không mấy bạn? Nhìn nó ăn nè. Nhìn bầy cá của mình ăn nè. Hiện tại mấy con cá này lớn rồi, có mấy con nó nhiễm đỏ cũng nhiều rồi nè. Để bữa nào mình vớt ra ha. Đó, để mình quay lại cái này, cái hũ nước cam. Quá sướng luôn mấy bạn ơi. Đó. Thì hồi trước giờ mình cũng lăn tăn giữa cái Artemia của mấy loại, thì thật sự qua cái việc này á, mình mai mốt mình sẽ chọn cái loại Artemia của Trung Quốc luôn, nó vừa rẻ mà vừa kinh tế vừa tiết kiệm đủ thứ á. Cái tỷ lệ nở nó cũng ok nữa, mấy bạn chịu khó ấp lâu hơn mấy loại thường khoảng nửa ngày hoặc ngày nữa là ok rồi mấy bạn. Giờ ai nói gì nói, ai khuyên gì khuyên, giờ mình sẽ xài của Trung Quốc à. Thấy sướng quá trời rồi. Ok, thôi mình kết thúc video ở đây ha. Video cũng dài rồi các bạn. Đó, thì mình muốn chia sẻ những cái điều hay tới các bạn thôi. Các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh mình nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye.